Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay tiếp tục chuỗi video review về cái dự án Gixi. Video trước mình đã review giới thiệu cho các bạn biết về Gixi là gì, những cái tính năng nổi trội của cái dự án này là như thế nào. Video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái đội nhóm của Gixi này. Thì là đội nhóm của Gixi này thì có 12 chuyên gia trong nhóm đến từ các ngành tài chính, công nghệ và khai thác mỏ. Đội ngũ được dẫn dắt bởi một chuyên gia tài chính có hơn 15 năm kinh nghiệm, giám đốc hoạt động có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Phần còn lại của đội ngũ gồm các chuyên gia trẻ tuổi. Mặt khác thì ban cố vấn bao gồm 8 chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ các lĩnh vực công nghệ, nhận diện mống mắt blockchain và ICO. Đây các bạn có thể thấy. Và các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn cái đội ngũ của họ trong một trang LinkedIn này. Đây, các bạn có thể click vào đây và có thể kiểm tra về cái tiểu sử của họ, về cái kinh nghiệm làm việc của họ. Đây. Đó, được mô tả rất dễ ra rõ ràng trong cái trang LinkedIn này. Đây, giám đốc điều hành của Gixi là En Asma. Đây là một cái chiến lược gia kinh doanh có tầm nhìn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, chuyên về tài chính. Niềm đam mê của ông là nằm trong việc sử dụng công nghệ để phát triển các cái sản phẩm và dịch vụ tiên tiến. Đấy, và mang lại các giá trị bằng các cái cách giải quyết, các cái cách thức hay các cái lĩnh vực chuyên môn bao gồm chiến lược sản phẩm. Và thiết kế sản phẩm, kiến trúc hệ thống, giải quyết vấn đề, đổi mới công nghệ, đó, vân vân. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về đây, về những cái kinh nghiệm của ông này, về những nơi mà ông học này, đấy, kỹ năng của ông này, đấy, đều được mô tả rõ ở đây. Đấy, tương tự đấy, các thành phần khác các bạn cũng có thể tìm hiểu như vậy. Đây là lộ trình roadmap của cái dự án Gixi đây. Thì vào quý 3 năm 2016 thì họ đã cho ra ý tưởng này và thành lập đội nhóm này. Đấy, quý 1 2017 đây đã nghiên cứu này, phân tích các điều kiện thị trường và đánh giá tính khả thi của cái dự án. Đấy. Đến quý 3 2017 này, Gixi đã đăng ký tại Bali như một cái doanh nghiệp quốc tế khác. Đấy. Đấy. Khó gì ghê nhỉ. Vào quý 3 năm 2018 này thì cái dự án này đã triển khai cái hợp đồng thông minh và cho bán ICO. Đấy, trang web Gixi đi vào hoạt động này. Tiếp theo là sẽ triển khai hợp đồng thông minh và bán hàng. Đó. Thực sự thì mình thấy cái trang web này họ làm cái roadmap này rất là khó dùng. Đấy. Quý 1 2019 này họ sẽ cho thử nghiệm beta này và khởi chạy cái ứng dụng kho bạc này và phí bao gồm các bảo mật sinh chắc học này. Và quý 2 2019 thì là chạy ứng dụng exchange này. Đấy, cho chạy và các công cụ giao dịch và thẻ vàng Gixi. Và quý 1 năm 2020 thì đã phát hành thiết bị bảo mật sinh chắc học Gixi Iris thế hệ 2, kích thước nhỏ gọn, vỏ cao cấp. Đấy, rất nhiều tính năng vượt trội. Đây, đây là cái ứng dụng web đa năng đảm bảo được Iris của bạn đây. Đó, một cái kinh nghiệm khách hàng tuyệt vời là chìa khóa để đạp dụng xem trước các cái giao diện do người dùng kiểm tra và các cái bộ tính năng phong phú của họ. Đấy, các bạn có thể xem demo ở đây. Và cái đồng token của Gixi này sẽ được liệt kê trên cái sàn LAT token. Đây là cái bài báo được xuất bản bởi các phương tiện truyền thông chính đây. Fintech trên blockchain này, tốc độ và khả năng mở rộng là những người thay đổi trò chơi. Đấy, bài viết này từ tháng 11 năm 2018. Lex Gen blockchain và token Lexition. Bài viết này được hoàn thành vào 27 tháng 10 2018. Đó, tiếp tục đây, những cái bài viết nổi trội của họ được ghi ở đây. Đấy, bạn ấy có thể tự tìm hiểu ở đây. Đấy, đây là những cái trang đánh giá ICO. Đánh giá cái dự án này khá là cao, vẫn như thang điểm tuyệt đối. Đấy, các bạn có thể xem dưới này để cập nhật những cái tin tức, những cái lộ trình phát triển. Đấy,
cái công nghệ mới của họ đấy, sẽ được triển khai như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu đây. Đây giới thiệu Lixi này, đấy, tin tức về nguồn kim loại này, hợp đồng thông minh này, hệ thống tài chính đó. Dưới đây là những cái câu hỏi từng gặp này và những cái câu trả lời này, rất là rõ ràng thế này đấy. Ai đã tạo ra cái gì, hệ sinh thái cái gì là gì đó, họ đều được trả lời hết dưới này đó. Các bạn không phải tìm hiểu đâu cả đấy. Đấy, qua đây thì mình có thể kết luận về cái dự án này thì các cái vấn đề mà Wixi nhắm đến để giải quyết thực sự quan trọng đối với toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Theo mình thì các cái giải pháp được cung cấp là duy nhất và chúng sẽ loại bỏ các cái vấn đề hiện có theo quan điểm của mình. À, giới thiệu về Wixi Mental sẽ mang lại cái sự ổn định bất cứ khi nào cần thiết. Đấy, mặc dù nhóm bao gồm hầu hết các cái chuyên gia trẻ tuổi nhưng mà mình nghĩ họ đang mình không nghĩ họ thiếu những cái năng lực cần thiết cho sự thành công của dự án. Có rất nhiều kinh nghiệm trong công nghệ đảm bảo thành công này. Về mặt khác thì sale của họ là một chuyên gia tài chính dày dặn đảm bảo cho sự thành công của dự án. Sự kết hợp của nhóm này nâng cao sự tin tưởng bằng cách này, bằng cách nào đó thì đảm sẽ đảm bảo cho các cái dịch vụ hứa hẹn sẽ được cung cấp. Và thực ra thì vẫn còn ít công việc phải hoàn thành về mặt lộ trình. Việc ra mắt nền tảng được lên kế hoạch vào quý 2 năm 2019. Điều này làm cho khoản đầu tư rất là hấp dẫn theo quan điểm của mình. Đó. Về cái headcap thì có vẻ là hơi cao, đặc biệt là đối với điều kiện thị trường không được tốt như hiện nay. Mình lo ngại rằng cái số tiền bán hàng này sẽ đạt những cái giới hạn xuất cát thôi. Đấy, đây là theo mình đây là điểm yếu của ICO theo ý kiến của mình. À. Trên đây là một số những review về cái dự án Wixi này. Rất cảm ơn các bạn đã có theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.